chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối thứ năm ngày 12 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Hưng Yên tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 19 và đón bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào ngày 24 tháng 11. Khu dân cư Sâm Hồng, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân và ngày hội văn hóa quân dân. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiết kiệm chi ngân sách. Các doanh nghiệp trong tỉnh nợ thuế gần 1.300 tỷ đồng. Cơ sở trường lớp huyện Ân Thi đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị xem xét cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 và tổng kết nhiệm vụ xây dựng tỉnh nông thôn mới năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các ban sở ngành liên quan. Theo kế hoạch, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 và lễ đón bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 11. Đến nay, mọi phần việc chuẩn bị như khâu trang trí, tổ chức đón tiếp đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự, công tác hậu cần biểu diễn văn nghệ tuyên truyền cơ bản hoàn tất. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị liên quan, đồng thời khẳng định Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 9 và lễ đón bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là một sự kiện quan trọng của tỉnh, đánh dấu những kết quả nổi bật, sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới 10 năm qua và thi đua yêu nước từ năm 2015 đến năm 2020. Vì vậy, các sở ngành chức năng và đoàn thể liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, tiếp tục ra soát lại những phần việc được phân công, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm như trang trí tổ chức đón tiếp đại biểu khách mời, tham luận, đảm bảo an ninh trật tự, công tác phục vụ hậu cần, biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền để làm sao buổi lễ diễn ra trang trọng và tiết kiệm. Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020, khu dân cư thôn Sâm Hồng, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa quân dân năm 2020. Dự và chung vui với khu dân cư có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Khu dân cư thôn Sâm Hồng hiện có gần 450 hộ gia đình với 1,7 nghìn nhân khẩu. Thời gian qua, cán bộ nhân dân khu dân cư luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0, thôn có 17 năm liên tiếp được công nhận là làng văn hóa, 96% hộ gia đình trong thôn được công nhận gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm xuống còn 1,1%. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà khu dân cư Sâm Hồng đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới, người dân trong thôn phát huy lợi thế nghề trồng cây cảnh, đẩy mạnh liên kết sản xuất để hình thành các chuỗi sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, giữ gìn nét đẹp văn hóa làng xã, quan tâm công tác giáo dục cho thế hệ trẻ, tiếp tục giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn. Cấp ủy chính quyền cấp huyện cấp xã tiếp tục quan tâm tới phong trào của thôn Sâm Hồng, coi mô hình khu dân cư của thôn Sâm Hồng là mô hình điểm để nhân rộng mô hình ra toàn xã, toàn huyện. Cũng tại ngày hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho khu dân cư thôn Sâm Hồng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Nhiều gia đình được trao tặng danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 7 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ quỹ vì người nghèo tỉnh. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang trao công nhận thôn Sâm Hồng đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị lần thứ 3, khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm chủ trì hội nghị.
hội nghị đã quán triệt triển khai chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản lãnh đạo của Tỉnh ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua chương trình làm việc toàn khóa và quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 25 nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị các cấp các ngành địa phương và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Thực hiện tốt kế hoạch công tác năm, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã đề ra, tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập trung thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch đẹp để phát triển bền vững. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2020 bằng hình thức trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, quán triệt nội dung kết luận số 76 ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện kết luận số 76 của Bộ Chính trị, thông tin chuyên đề, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể có đối với tình hình quốc tế và khu vực. Kết luận hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu các báo cáo viên chắt lọc các thông tin từ ba chuyên đề nói trên để sớm thông tin tới cán bộ và nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành công cũng như những kết quả của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc tiếp tục lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Vừa qua, Ngân hàng BIDV Việt Nam phối hợp với huyện Ân Thi tổ chức tặng xe đạp đến trường cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện. Dự buổi trao tặng xe có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy. Ngân hàng BIDV Việt Nam đã trao tặng 40 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,3 triệu đồng cho 40 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Ngân hàng BIDV Việt Nam tặng xe đạp cho trẻ em nghèo trên địa bàn huyện Ân Thi với tổng số là trên 120 xe đạp, góp phần tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo tiếp tục đến trường, vươn lên trong học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, những chủ nhân tương lai của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn được các tầng lớp nhân dân ghi nhớ và thực hiện trong từng phần việc, từng hoạt động của địa phương. Đặc biệt tháng 11 hàng năm, các khu dân cư đều trang hoàng cờ hoa, đường làng ngõ xóm tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc, qua đó giúp gắn kết cộng đồng, tạo sức mạnh to lớn để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của địa phương. Vui nào bằng buổi hôm nay, đẹp nào sánh nổi hội ngày toàn dân. Những vần thơ được ông Đỗ Xuân Huấn, khu phố An Thượng, phường An Tảo sáng tác đã thể hiện không khí đầm ấm vui tươi và phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở nơi đây. Ngay từ sáng sớm, người dân từ già đến trẻ đều gác lại mọi công việc, tập trung đến nhà văn hóa thôn để tham gia các công đoạn từ biểu diễn văn nghệ đến sắp xếp sân khấu cờ hoa. Những cái ngày đại đoàn kết như thế này ấy, mời hết các con cháu từ xa gần về đây, các ngõ bảo nhau dọn dẹp vệ sinh, thế rồi là trang hoàng cờ băng rôn khẩu hiệu, vui lắm. Không riêng ở khu phố An Thượng, không khí của ngày hội đại đoàn kết toàn dân được thể hiện ở khắp các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Điểm chung của ngày hội đại đoàn kết ở các khu dân cư đó là phần lễ và phần hội được tổ chức trang trọng, quy mô và thiết thực với nhiều hình thức như văn nghệ,
hát múa, thể dục thể thao đặc sắc. Nhiều thôn, khu dân cư còn tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, quy tụ các gia đình, thành viên tham gia góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm. Chúng tôi là những người dân thì thực ra là lao động đồng ruộng nó cũng rất là vất vả trong một năm trời. Thế mà có những cái ngày như thế này thì chúng tôi thấy là rất là phấn khởi và vui mừng. Tình cảm của bà con là lan truyền, cái tình làng nghĩa xóm nó hồ hởi. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư có ý nghĩa rất lớn trong cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, để là nhân dân tụ hội để nhìn nhận và đánh giá lại trong một năm khu dân cư đã làm được những việc gì và còn những cái việc gì chưa làm được để đưa ra những cái giải pháp khắc phục để thực hiện cho những năm sau. Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các giai đoạn lịch sử. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là dịp để tập hợp đoàn kết nhân dân ở khu dân cư, tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước thêm vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020. Trong đó, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 80% dự toán. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã tiết kiệm 10% chi thường xuyên và đã tiết kiệm được 195 tỷ đồng. Tuy vậy, do tình hình hụt thu, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các địa phương triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020. Nguồn tiết kiệm này chủ yếu để phục vụ chính sách an sinh xã hội, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách. Mục đích của tiết kiệm này thì là cái chủ trương chung, và đồng thời thì tỉnh ta lại cũng ban hành nhiều cái chính sách an sinh xã hội, nhất là cái chính sách mua cái bảo hiểm y tế. Tỉnh ta chi hàng hơn 100 tỷ để hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tiết kiệm đi công tác trong và ngoài nước được trên 1,7 tỷ đồng và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 được trên 41 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này đã được Kho bạc Nhà nước hạch toán, kiểm soát chi theo quy định. Các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã thực hiện hạch toán trên hệ thống TAMIS và thực hiện phối hợp với cơ quan tài chính quản lý và thực hiện giữ lại ở ngân sách cấp tỉnh. Đồng thời thì trong suốt quá trình kiểm soát chi ngân sách thì các đơn vị Kho bạc Nhà nước sẽ phối hợp với cơ quan tài chính và thực hiện kiểm soát chi theo đúng quy định và đúng cái thông báo về việc cắt giảm tiết kiệm này. Nhờ tiết kiệm chi, các đơn vị không bị cắt giảm tiền lương, các chi hoạt động khác vẫn bảo đảm duy trì bình thường. Theo dự báo năm 2021 thì tình hình thu ngân sách tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Bộ Tài chính giao cho tỉnh Hưng Yên là giảm 400 tỷ so với dự toán năm 2020. Vì vậy, khi bố trí dự toán, ngành tài chính sẽ xây dựng kế hoạch tiết kiệm ngay từ đầu năm. Triệt để tiết kiệm ngay từ cái khâu xác định nhiệm vụ và giao dự toán, phải đảm bảo cho cái điều hành cái dự toán ngân sách nhà nước được chủ động, chặt chẽ, và cái quản lý chi là trong cái dự toán được giao, triệt để tiết kiệm trên mọi nội dung chi. Vì vậy, để bảo đảm nguồn thu, các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý thu, chống thất thu, quản lý chặt chẽ hoàn thuế, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ một số khoản thu dành để chi đầu tư. Từ đầu năm đến nay, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 82% dự toán. Tuy vậy, nợ khó thu ngày càng tăng. Hiện các doanh nghiệp đang nợ gần 1.300 tỷ đồng. Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp có số nợ lớn nhưng gặp khó khăn về tài chính, chờ giải thể phá sản hoặc không có khả năng nộp thuế và phát sinh tiền chậm nộp từ khoản nợ gốc, ảnh hưởng của dịch bệnh. Đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp bất động sản đã bán đất phân lô nhưng vẫn không nộp thuế, như công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên nợ trên 252 tỷ đồng, công ty cổ phần bất động sản Vạn Thuận Phát nợ trên 74 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Hưng nợ 30 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sơn Nam nợ 22 tỷ đồng, công ty cổ phần phát triển đầu tư Tân Phú Hiến nợ trên 16 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn nhiều doanh nghiệp có số nợ cao kéo dài, Cục Thuế tỉnh đang cơ cấu lại các khoản nợ
để có biện pháp đôn đốc phù hợp, đảm bảo thu tiền thuế nợ đầy đủ vào ngân sách nhà nước, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan trong việc xử lý các khoản nợ liên quan đến đất, rà soát hồ sơ các đơn vị phân loại nợ khó thu, tham mưu cơ chế chính sách xử lý xóa nợ, khoanh nợ đối với khoản nợ khó thu theo quy định. Những năm qua, huyện Khoái Châu đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ khuyến khích các hợp tác xã phát triển bền vững, đa dạng ngành nghề sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên và người dân trên địa bàn. Anh Lê Văn Hởi, thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu là một trong 10 thành viên của hợp tác xã giống cây trồng Thành Phát. Trước đây, gia đình anh luôn gặp khó khăn trong việc áp dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc, đầu ra cho sản phẩm cây giống. Nhưng từ khi tham gia hợp tác xã, anh đã tự tin mở rộng diện tích trồng lên trên 3 mẫu, đã đem lại thu nhập từ 700 đến 800 triệu đồng mỗi năm. Khi tham gia hợp tác xã giống cây trồng Thành Phát, thứ nhất là sẽ không bị ép giá về thương lái, về các tỉnh thành. Cái thứ hai về đầu ra nó rất là ổn định, được trao đổi rất là nhiều về những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm trong cái giống cây trồng để nâng cao lên cây có chất lượng, sạch bệnh và đảm bảo. Hợp tác xã chăn nuôi gà Đông Tảo Tiến Thắng, xã Bình Kiều có 7 thành viên chăn nuôi trên 17.000 con gà các loại, là một trong những đơn vị đi đầu trong chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Hợp tác xã còn đứng ra ký kết với các đơn vị giúp thành viên mở rộng quy mô chăn nuôi. Giá cả đầu ra sản phẩm ổn định, trung bình mỗi năm hợp tác xã cung cấp ra thị trường 21 tấn gà thịt trên 19 vạn con gà giống. Nhờ đó, mỗi thành viên của hợp tác xã thu về lợi nhuận trên 150 triệu đồng một năm. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ phát triển, mở rộng thêm quy mô, làm nhiều hơn và sẽ áp dụng khoa học của công nghệ là thụ tinh nhân tạo cho gà nhằm mục đích là bảo đảm chất lượng con giống cũng như con thịt của cơ sở hợp tác xã chăn nuôi gà Đông Tảo về cho ra thị trường tốt nhất và đẹp nhất. Đến nay, huyện Khoái Châu đã thành lập được 67 hợp tác xã, tăng 11 hợp tác xã so với năm 2019. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hiện phần lớn các hợp tác xã này đều phát huy vai trò liên kết giữa các hộ sản xuất để góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên và giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 1.000 lao động tại địa phương với mức thu nhập khoảng từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Sau khi bị thiệt hại bởi dịch bệnh tả lợn châu Phi, lại được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, 3 hộ gia đình tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã chuyển sang nuôi đà điểu thương phẩm và bước đầu đem lại hiệu quả. Ngoài được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí mua con giống, 50% thức ăn từ mô hình chăn nuôi đà điểu lấy thịt, gia đình ông Tư, ông Tặng, ông Điển đã đầu tư thêm kinh phí mỗi hộ nuôi từ 4 đến 5 con đà điểu. Đến nay, sau 8 tháng nuôi cho thấy đà điểu lớn nhanh, có trọng lượng trung bình từ 80 đến 90 kg. Dự kiến sau 1 năm, mỗi con nặng từ 100 đến 110 kg. Theo các chủ hộ cho biết, đà điểu có khả năng chống chịu cao với thời tiết và dịch bệnh, dễ nuôi, lại tận dụng được phụ phẩm sẵn có trong sản xuất nông nghiệp như rau các loại, ngô, cám đỗ nên nhanh lớn, ít rủi ro. Tuy nhiên, khi nuôi đà điểu đòi hỏi phải có chuồng nuôi cao, có khu vườn rộng để đà điểu vận động. Sau hơn 9 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới với sự quan tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành giáo dục, đến nay cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục tại huyện Ân Thi đã có những thay đổi vượt bậc. Thay vì học tại nhiều điểm lẻ trong các thôn, từ năm 2018, cô và trò trường mầm non xã Quảng Lãng đã có khu trường trung tâm khang trang sạch đẹp. Được biết tổng nguồn vốn đầu tư cho cơ sở vật chất trị giá gần 20 tỷ đồng. Nhờ đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nhà trường còn có thêm bàn ghế mới, lắp đặt điều hòa cho các lớp học, trang trí cây cảnh với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Trong những năm trước đây, trường là gồm có 17 lớp và nằm ở 5 khu trên toàn xã, 17 phòng học cấp 4 và đã xuống cấp rất là lặng lẽ. Thì từ khi mà nhà trường được về cái khu trung tâm mới này, công việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ rất là tốt, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường. Nếu năm 2011, huyện có 14 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ hơn 23%, trong đó nhiều trường còn phòng học tạm, phòng học cấp 4, một số trường mầm non
toàn học nhờ tại nhà văn hóa các thôn, tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng ở các trường mầm non thấp chỉ đạt 45%, thì đến nay, nhờ việc thực hiện chương trình nông thôn mới, toàn huyện đã xây mới được 8 trường học, 132 phòng học, phòng chức năng, quy mô trường lớp ổn định, đã có 43 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt gần 72%. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học tại các nhà trường đã được đầu tư đồng bộ, có khuôn viên xanh, sạch đẹp, an toàn. Chương trình mục tiêu nông thôn mới có thể nói là ngành giáo dục Ân Thi đã tạo một cái chuyển biến rất là lớn về cơ sở vật chất cho các đơn vị nhà trường, góp phần xây dựng các trường chuẩn quốc gia và cũng là cái điều kiện để nâng cao cái chất lượng giáo dục. Bên cạnh cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư khang trang hiện đại thì chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên rõ rệt với 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, đã và đang đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập đoàn EcoPark vừa giới thiệu ra thị trường dự án Sun Forest, hai tòa tháp xanh với hơn 400 khu vườn nhiệt đới trên không. Tòa tháp lọt vào top các tòa tháp xanh cao nhất thế giới. Công trình không chỉ là một biểu tượng, đó còn là không gian sống mang đến những trải nghiệm có nhiều ưu điểm như đảm bảo 100% căn hộ phải đón được gió mát, tránh được nắng hướng Tây, hạn chế được tác động tiêu cực của tia UV, mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Đặc biệt tại các căn hộ đều được trồng các loại cây xanh quanh năm và ít rụng lá, chống muỗi và côn trùng. Ngoài ra xung quanh tòa nhà còn có hệ thống công viên, hồ nước cây xanh, thác nước, xây dựng khu phố đi bộ của dự án thành một trung tâm mua sắm giữa lòng một khu rừng nhiệt đới.